cô Dự Thảo xin chào quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chà chà chà, Ngọc Hương bữa nay xinh quá ta. Chắc là có hẹn với ai phải không? Có hẹn, nhưng mà không phải hẹn với người yêu cô Thảo ơi, mà hẹn với lại nhỏ em họ, bởi vì Hứa dẫn em đi ăn nhà hàng. Vậy em họ của Ngọc Hương thích ăn món gì vậy? Thích ăn món xiên que. Trẻ em thường hay thích món xiên que lắm. Nhưng mà sao Ngọc Hương không làm ở nhà đi? Làm ở nhà hả? À, ý kiến này cũng hay. Vậy thì quý vị khán giả cùng Ngọc Hương đề nghị cô Dự Thảo là hướng dẫn một món xiên que đi. Chắc chắn rồi, cô sẽ giới thiệu cho Ngọc Hương nè với lại quý vị khán giả một cái món xiên que đơn giản, dễ làm và phù hợp với lại chủ đề ngày hè vui khỏe nữa. Món hè vui khỏe của mình là những món ăn mà đảm bảo nhiều chất dinh dưỡng nè, để có thể bồi bổ cơ thể cho các bạn nhỏ học tập cũng như là vui chơi. Nhưng mà thời gian phải trong tích tắc thôi nha cô. Chắc chắn rồi, món xiên que này chỉ thực hiện trong tích tắc. Tích tắc là xong ngay. Đó là món cá hồi xiên que. Để thực hiện món ăn này, chúng ta cần khoảng 300g cá hồi, 100g sâm bông, một vài lá cải bó xôi, cây que để xiên, dầu ăn, sốt mayonnaise Lisa và bột tẩm khô chiên giòn Ajiquit. Giai đoạn đầu tiên là cô sẽ đặt một cái nồi nước sôi lên bếp để chuẩn bị luộc cải bó xôi. Giai đoạn kế là chúng ta sẽ chuẩn bị đến phần cá hồi. Cá hồi thì quý vị khán giả nhớ lưu ý là chúng ta phải luôn luôn giữ lạnh. Vì khi để giữ lạnh như vậy, chúng ta cắt ra thì miếng cá hồi mới nguyên vẹn, không bị bể. Dạ. Cô Thảo ơi, nước sôi đây nè cô Thảo. Nước sôi rồi thì bây giờ Ngọc Hương sẽ cho cải bó xôi vào. Chúng ta chỉ trần sơ qua thôi để cho cải mềm. Và bây giờ thì cô sẽ chuẩn bị một cái tô có chứa nước để chúng ta vớt ra. Rồi Ngọc Hương vớt hết cải bó xôi ra và chúng ta ngâm ngay vào trong nước lạnh để cho làm nguội thật là nhanh phần rau này, rau sẽ giữ được màu xanh tươi. Ngâm vào nước lạnh rồi Ngọc Hương giúp cô vớt ra và vắt cho thật ráo cái phần cải bó xôi này. Còn trong khi đó thì cô sẽ cắt cái phần răm bông, cô sẽ cắt cộng khoảng chừng 1cm. Và Ngọc Hương và quý vị khán giả cũng nhớ lưu ý là cải bó xôi sau khi chúng ta luộc và ngâm vào trong nước xong á, thì chúng ta phải vắt cho thật là ráo phần cải bó xôi này. Cô Thảo cứ nhắc đi nhắc lại là quý vị khán giả cũng như là Ngọc Hương lưu ý là chúng ta sẽ vắt thật là ráo cải bó xôi. Nhưng mà vắt ráo để làm gì? Có lẽ thì Ngọc Hương cũng chưa hiểu ý cô Thảo đâu. Chúng ta phải vắt ráo cái phần cải bó xôi cũng như là tất cả những cái nguyên liệu cá hồi, răm bông, chúng ta cũng phải để cho thật ráo. Là vì khi chúng ta sử dụng bột tẩm khô chiên giòn Ajiquit á, thì tất cả các nguyên liệu phải thật ráo á. Dạ. Bây giờ thì mình sẽ đến giai đoạn cuốn. Cô sẽ đặt miếng cá hồi lên trên dĩa nha. Sau đó cô sẽ cho lên trên là một miếng răm bông. Và kế đến là một miếng cải bó xôi. Và cuối cùng thì cô sẽ cuốn tròn lại. Và bây giờ khi mà chúng ta xiên những cái xiên cá hồi này á, thì Ngọc Hương nhớ lưu ý là cái phần mép của cái miếng cá hồi này nè. Chúng ta cho sâu phía bên trong. Cho nó gối với nhau như thế này để cho cái mép nó không bị bung ra. Một que như vậy tùy theo ít thích, chúng ta có thể sâu 2 hoặc là 4 cuốn. Cô sẽ tiếp tục xiên những cái cuốn cá hồi này vào với nhau và cái phần mí này thì mình để sát với nhau để cho nó giữ lại không bị bung. Bây giờ cô đã xiên que cá hồi xong rồi, bây giờ thì mình chiên hay là nướng cô? Đối với món này chúng ta sử dụng bột tẩm khô chiên giòn thì là chúng ta phải dùng phương pháp là chiên. Ngọc Hương và quý vị khán giả cũng lưu ý, chúng ta phải cho lượng dầu vào nhiều một chút xíu vừa đủ để mà ngập những cái xiên cá. Thì như vậy thì món ăn sẽ rất là giòn. Bây giờ cô sẽ tẩm bột khô. Cô sẽ rắc bột lên nè, rắc đều cả hai mặt. Và sau đó cô sẽ chuẩn bị lắc. Sau khi lắc đều rồi thì là cái phần dầu cũng đã nóng, thì chúng ta chuẩn bị để là thả những cái cuốn này vào. Dầu nóng rồi, bây giờ thì cô chờ cho nóng hơn chút nữa. Phải nóng thật nóng. Khi mà chúng ta chiên món này phải nóng thật nóng thì chúng ta cho cá hồi vào, thì cái lớp vỏ bên ngoài, cái lớp bột tẩm bột chiên giòn á, thì nó mới làm cho cái món ăn chúng ta thật giòn và đồng thời thì cá vẫn giữ được cái độ ngọt phía bên trong. Dạ, tuân lệnh bếp trưởng. Quý vị khán giả thân mến, khi mà chiên cá hồi á thì quý vị lưu ý là dầu phải thật nóng để bên ngoài bột tẩm khô chiên giòn Ajiquit được giòn và bên trong thì cá vẫn giữ được vị ngọt. Khi mà Ngọc Hương thấy bắt đầu nó có những cái dợn nhẹ nhẹ ở phía bên trên, lăn tăn ở phía bên trên cái dầu là được nè. Chúng ta sẽ thả vào. Sau khi thả cá hồi vào thì chúng ta sẽ chuẩn bị ngay một cái dĩa có giấy thấm dầu. Và chúng ta chiên xong một mặt rồi, cô sẽ trở sang mặt còn lại ngay. Cá hồi rất là nhanh chín nha Ngọc Hương. Dạ, bởi vì cá hồi người ta còn ăn sống nữa mà. Chính xác.
Cô sẽ vớt cuốn cá hồi ra nè. Cô chuẩn bị một cái dĩa để trang trí nè. Cho một ít trái cây ở giữa để cho món ăn của chúng ta có thêm những cái phần trái cây mình ăn kèm cho nó đỡ ngán. Một ít sốt mayonnaise, tại vì món ăn này thì sẽ ăn kèm với sốt mayonnaise Lisa thì sẽ rất là ngon. Bây giờ cô sẽ cho những cái xiên này lên. Bây giờ Ngọc Hương thử cái này. Và nhớ là khi ăn kèm thì phải có một ít sốt mayonnaise Lisa nha. Dạ, cảm ơn cô Dị Thảo nha. Thơm ơi là thơm luôn. Đúng là bên ngoài nhìn như thế nào, ăn vào là cảm nhận y như vậy đó cô Dự Thảo. Bên ngoài á thì giòn nè, bên trong thì cá, sam bông và cải bó xôi á thì ngọt nè. Mà em thấy đặc biệt nhất là cô Dự Thảo không hề sử dụng một loại gia vị nào để ướp cả, chỉ sử dụng bột tẩm khô chiên giòn Aziquick mà món ăn của chúng ta rất là vừa miệng. Em nghĩ á, em không cần đi nhà hàng đâu. Món hè vui khỏe. Chúc cho quý vị khán giả, chúc cho Ngọc Hương và các bé có thêm một món hè vui khỏe thật ngon miệng. Cảm ơn cô Dị Thảo đã hướng dẫn cho quý vị khán giả cũng như là Ngọc Hương một món ăn ngon chế biến trong tích tắc. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Món Ngon Mỗi Ngày xin được khép lại. Mọi thư từ góp ý cho chương trình, quý vị gửi về hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hoặc gọi điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng của công ty Ajinomoto 083 823 7557. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.